Xin chào tất cả mọi người, mình là Phước Sửu và mình là Mít Hường nhà bè. Hôm nay Phước Sửu và Mít Hường sẽ review cho quý anh chị những cái tiện ích gọi là bậc nhất tại một dự án 350 hectare của dự án GS nhà bè. Mít Hường và Phước Sửu đang đi vào những cái cảnh quan dọc theo những tuyến đường, và đặc biệt trước mặt Phước Sửu và mọi người đó là một cái clubhouse. Thì Mít Hường suy nghĩ như thế nào trong khi một cái dự án gọi là thấp tầng á tại nhà bè nhưng mà vẫn có một clubhouse cho quý cư dân sử dụng và có những tiện ích gọi là bậc nhất tại nơi đây? Dạ, thông thường á, thì những cái khu mà có nhiều chung cư á, thì họ hay đầu tư về những cái tiện ích, nhưng mà những cái dự án mà về nhà phố như thế này á, thì thường thường họ không có đầu tư quá nhiều cho clubhouse, nhưng mà ở đây em thấy có tới 3 clubhouse. Yeah. Đó là cái điều tuyệt vời. Dạ. Vâng, đúng rồi. À đây nè, chắc những loại này nó theo như Phước Sửu nghĩ là những cái cây mai Nhật. Tất cả những cái cây cảnh quan ở đây thì họ trồng những cái cây gọi là lạ, gọi là rất là đẹp luôn. Và những cái sắc hoa này thì không phải là những cái loại hoa bình thường mấy thường. Có phải là nở theo mùa không anh? Đúng rồi. Thì ở đây thì ngoài những cái dãy hoa mà dọc theo ven đường này thì có rất là nhiều công viên lớn nhỏ, và trong đó có 4 công viên xuân hạ thu đông. Đó. Thì ngoài những cái công viên như vậy thì Phước Sửu và Mít Hường sẽ mời mọi người vào khám phá một clubhouse khá đẹp tại cái khu dân cư này luôn. Ha, mình đi vào thôi ha. Dạ. Rồi, thì trong clubhouse này này Mít Hường, tất nhiên là không quên là có một cái hồ bơi rất là lớn rồi, dành cho trẻ em và người lớn. Và ngoài ra thì có phòng tập gym nè, rồi phòng tắm sauna nè, rồi hệ thống nhà hàng nè, rồi barbecue, rồi quầy cà phê. Và ở đây thì cái tiện ích này nó chắc với khuôn viên này chắc gần cả 1000 mét vuông ha. Dạ. Ồ, những tiện ích này có phải là cư dân được sử dụng miễn phí không anh? Đúng rồi, tất nhiên rồi. Wow, hồ bơi đẹp quá. Quá hồ bơi đẹp quá phải không? Dạ. Ở đây ngoài ra thì bình thường sẽ có cái một cái phun nước chỗ này nữa. Giống như một cái bình, cái bình tách trà đưa nước xuống dưới hồ, và cái hồ thì cũng khá rộng phải không? Bên kia thì sẽ là có là phòng chỗ bơi cho trẻ em, và bên này chỗ bơi người lớn, và bên này là cái quầy này gọi là có thể là một cái quầy bar để gọi là nhâm nhi những tách trà hoặc là ly cà phê phong mấy thường. Dạ. Khá thoáng mát phải không? Dạ, ở đây thì vô cùng thoáng mát. Bên phần bên kia thì có những tiện ích gì vậy anh? Bên kia thì ví dụ như á, ở đó là giống như là một số cái gọi là cái tiện ích gọi là giống như là nơi gọi là tắm nắng nè, phòng cái chỗ mà nghỉ ngơi, hoặc là sau cái giờ mà gọi dạng như là mình có thể là bơi lên thì mình nghỉ ngơi ở đó luôn. Mình tắm nắng rồi mình nằm trên những cái để mình hưởng thụ những cái ánh nắng buổi chiều hoặc là buổi sáng sớm. Đúng rồi. Thì ngoài bên kia là có một cái nhà hàng mini. Thì Mít Hường khi mà là cư dân ở đây thì Mít Hường có thể là sở hữu những cái tiện ích này á, thì Mít Hường có thể đăng ký với ban quản lý cư dân để mình có thể tổ chức những cái tiệc sinh nhật, tiệc thôi nôi, hoặc là những tiệc búp ba phê nhỏ cho gia đình hoặc người thân vào cuối tuần. Thì một clubhouse như mọi người thấy Phước Sửu đang bay livecam thì khá rộng phong, và có 3 đến 3 clubhouse. Thì Mít Hường suy nghĩ như thế nào khi ở đây có một cái tiện ích gọi là đẹp như vậy, và gọi là một cái khu dân cư gọi là thấp tầng, và không có những cái khu dân cư khác ở đây mà được xây dựng và bố trí và bàn giao cho khách hàng có những cảnh quan như vậy, ngay cả Phú Mỹ Hưng, Mít Hường? Thì các dự án quanh đây thì hầu như là về phần tiện ích thì không thể nào mà so sánh được với cái dự án Jaget, với rất là nhiều cái công viên, cái tiện ích và dành cho cư dân ở đây. Và phần trong này là cầm bao cho nên là vô cùng là an toàn. Đúng rồi, gọi là bảo vệ 3 lớp cổng, và quét cửa bằng võng mạc. Quét cửa bằng võng mạc là về rồi đầu mình chỉ cần là những cái cư dân vào đây thì sẽ là gặp và gương mặt thân quen thì nó sẽ mở cửa, rồi quét cửa bằng biển số xe. Đó, rất là nhiều thứ gọi là hệ thống tự động, và đồng thời ở đây thì chăm sóc cây xanh bằng hệ thống tưới tự động. Và có một điều đặc biệt khi mà quý cư dân mà sở hữu những cái căn biệt thự ở đây mới thường, đa số là những căn biệt thự view nhìn bờ sông.
À, như trước mặt Phước Sửu và Mỹ Thường là những cái căn gọi là biệt thự và dinh thự đối diện bờ sông luôn. Ngoài cái diện tích là 300 m², 15 x 20 thì ở đây có những cái diện tích sân vườn từ 150 đến 300 m² mà sát bờ sông. Mình có thể tự do này trồng những cái loại cây mình yêu thích nè, trồng rau nè, làm hồ bơi mini trong nhà luôn. Dạ. Tuyệt vời phải không? À, đặc biệt ở đây có 14 căn VIP không anh? Đúng dạ, rồi, gọi là dinh thự đấy. Dinh thự, cái dinh thự đó thì có gì đặc biệt anh có thể giới thiệu? Chính xác, những cái căn dinh thự đó thì chỉ có khoảng 14 căn như vậy đó. Thì như Hường biết rồi đó, thì vào đây gọi là một cái dinh thự. Diện tích nhà, khuôn viên nhà là chỉ là 300 m² thôi. Nhưng mà diện tích sân vườn đó cũng khoảng là 300 m² nữa đó Hường. Và ở đây thì tất nhiên rồi, mình có thể là bày trí trồng cây và tạo ra những không gian riêng đặc biệt cho các căn nhà của mình luôn. Dạ. Những căn đó có được thiết kế riêng theo cái ý muốn của chủ nhân không ạ? Tất nhiên rồi, những cái cảnh quan thì theo ý muốn, còn cái mẫu nhà thì đã giống nhau. Nhưng mà những cái căn đó thiết kế là có hầm nè. Dưới hầm thì mình có thể thiết kế những cái phòng gọi là đọc sách, phòng xem phim với là một âm thanh sống động mà không ảnh hưởng đến nhà khác, phòng karaoke hoặc là những cái căn phòng gọi là bí mật của một gia đình có thể chứa vàng được luôn đó. Thì có khá rất là nhiều sản phẩm đang gọi là chào bán tại đây, và đặc biệt thì đang gọi là làm vào tiến độ gọi là hoàn thiện nội thất. Thì quý anh chị cần thêm nhiều cái thông tin hơn nữa về những cái căn nhà bán tại nơi đây và để sở hữu cho mình một cái sản phẩm biệt thự gọi là sân vườn cực kỳ đỉnh tại Nhà Bè, thì đừng quên inbox cho Phước Sửu và Mỹ Thường nhé. Và đặc biệt là quý anh chị có những cái sản phẩm cần giao dịch chuyển nhượng bán lại thì cũng inbox ngay, và đội ngũ bên mình sẽ là ra hàng nhanh chóng hơn cho quý anh chị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.